Xin chào các bạn, giờ phút này theo chương trình lễ tạ lễ khai kinh nhập liệm, xin mời toàn thể quý vị trong gia đình chúng ta tập trung về trước bàn Phật, cùng thỉnh Như Tôn Thiện Kinh Tăng cử hành lễ cầu siêu A Di Đà Phật. Không đúng một phút. Nguyện A Di Đà Phật kính gửi theo đám mây hương phượng vân khắp người phương cung dường hối lam bảo thế toàn đời dự đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kiến cổ chế tu học vững bền xa kẻ khổ buồn mê chóng quay về bờ giác. Ơ kiên quý bảo đem các nguyện sơ nhị nhập tâu vì Việt Nam quốc hiện đủ tài bình thuận tình đức minh huyền đức tài thì đắc đề nhị phú phổ võ đắc sư nguyện thông lộ kiên thời toàn thể tam môn hiểu quyền tam từ từ tôn hôn ngồi ngoài thân bằng quyền vừa chúng tăng cùng thần tu hương thiên cung cung kinh thiên cửu quy thân tăng thần tịnh độ bạch Phật khai kinh di lễ lễ ra tịnh nhập quán cùng về hương kinh cô mẫu phạm thì yên phạm danh đồng tâm chế lên cầu nguyện mạng sinh vô ích thời niên thường thường to bạc thập cựu tế đại hàng vũ kính bảo niên ba nguyện sơ nhị nhận hương thời mạng chung nguyện hương lên giờ này tựu vũ Phật tiền thỉnh pháp văn kinh siêu sinh Phật quốc giới hương định hương như huệ hương dài thoát đi kiến hương qua tính vân tài biến pháp giới cung dường thần phương vô thường tôn nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát Phật mê là đấng giác ngộ mình đồ người thoát khỏi từ sinh bao đời từ bi trí tuệ rằng người là thầy ba cõi trời người xưa nay nhân tâm đâm lễ tất cả đức Phật ba đời thường trú đông Pháp là hương thuốc diệu thay chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh như vần trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ nhất tâm đăng lễ tất cả tôn pháp ba đời thường trú trong mười phương. Tăng lễ là những bậc chân tu biết đời huyền mộng và từ ra đi thấm nhuần trí tuệ từ bi đồ đời thoát khỏi tham si khổ
phương. Dương về tình thủy điện xài tăng thiên tặng nghề lòng ban đức đời nhân thiên. Giáo hữu đại biết ơn ngôn gần nghe.
Yeah.
Quang nghe, anh em hữu nga để từ nguyện ba
Oh, man.
Thank you.
Yeah.
Cùng để gọi ra bạn.
Yeah.
Yeah.
đầu diện thế tốt quê mà lẻ nhưng tâm thanh lẽ tận công phương pháp giới quả hiền vị lai thập phương chư Phật tổ phá phiền tham tăng thương cho ta vào nhân tâm thanh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều từ bốn chớ tất cả mẫu đề Phật làm bà giáo chủ đương lai hạ sanh chia lành tôn Phật đại thế văn thù chớ lời Bồ Tát đại hạnh phố hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát minh sơn hội tường Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đây là tạm thời tăng kính rồi hết chúng. Hồi sáng còn có thấy cái đầu kiến hay sao? Đây là Phật mà ngồi xếp xếp đánh cái đường trong cái đường để cho bà con nào có tới biết thì có đường tăng vô ngồi nhé, nó không có cái đường bà con tới ngồi đợi cái tình trên cái lao thì có lớn cha nhẹ mà pha giới mong quân ta chế mà hải hồi tắc kêu văn tê bày Hãy subscribe.
Oh.
Yeah.
Oh.
Yeah.
xíu cũng dọn. Yeah.
Oh,
thổ địa chánh thành lai lâm chứng chánh kim bì tăng chủ nguyễn mau hiệp hoàng tăng hô lưu nguyên nam nữ tử tôn ông tế nội ngoại tăng đàn kim thừa đính dĩ phẩm phật ký nghi cao vu ngũ phương đạo lộ tôn tàn tiện nhật nhắc vì phật về hẩm linh nhắc vị hư hồn tiếng ký thế cần tăng phạm địa em quy hồi âm cánh thị dĩ kim nghiệp nhân hành an tam phụng mà trầm lễ cáo phục phẩm tôn linh trung tùy bảo hữu đạo lộ phẩm thanh thọ linh nhi vạn vạn kinh vô tư trời nhắc niệm văn hồn quy mong quốc nghị hiển liên cáo chi khai tam niệm tam đồ lấy chỗ thu tam thiên cương vạn sự kiến tường âm chương lượng mà lời tăng chủ thượng hương trà chấm sư phật lễ nhị bái tăng chủ kiền trà chấm nhị tuần lễ nhị mai vạn sanh quyết định cho nam mô a di đà phật 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 a di đi ra ca lăng đế di đi ra ca lăng đế già di đi già già na tiếng ca ca lệ ba năm nói di ra là già na ta già na già na biệt già ta di đi đó là tây đi ca lăng đế di đi ra ca lăng đế già di đi già già na tiếng ca ca lệ ta ba tiếng thật tiếng bảy trăm ngôn ngữ lên thì tầm tam ba ta tam ba ta tam ba ta ba ba di ra
Không có, không có rượt đâu, kéo kéo mền thôi. Đang ngủ kéo mền dựng vậy thôi. Này nó sợ. Và sau khi anh chị em cũng như con cháu chúng ta nhìn mặt thương minh và bà cô chúng ta làm sơ cứu xong, xin mời anh em chúng ta đã tiến hành ra phía trước và để anh em dập đồ đầy máu áo lạnh. Người ta phải kiếm mạch và tới như này không đủ, có máu đồng tí nói chưa đấy bọn mình bọc bọc cái bọc mà nhỉ cái kia bọn này quan 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 bưng bưng cái đó để xuống bọn nó chậm gắn kỹ chỗ đấy
Yeah.
Thank you.
Oh,
Yeah.
thiên pháp nhân đồng răng. Xin năm lớp hời thường hò tám mươi chín tuổi mất ngày mùng hai tháng tám năm Quý Mão. Nguyện hướng đến nhà góp lên đường về theo Phật. Xa rời thiền nào trong trần gian hoa sẽ chính Phật là giải thoát. Vui lòng theo nhau chúng Phật A Di Đà. Nên bà cùng chồng và các con đã vào dinh điền mở đất để tiếp tục làm nông ổn định gia đình. Cụ bà cùng chồng đã sinh được 10 người con, đến nay còn 2 trai, 5 gái, dâu rể, cháu chắt nội ngoại đầy đủ. Sinh thời cụ là người thẳng thắn thật thà, nhiệt tình với con cháu, họ tộc xóm làng. Bà rất nhiệt tình với mọi người cao tuổi và các phong trào lễ nghi ở địa phương và được nhiều người gần gũi quý mến. Bà rất tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương, góp phần cùng bà con xây dựng nông thôn mới. Mặc dù đã được con cháu tận tình đưa đến bệnh viện chăm sóc trong thời gian dài, nhưng do tuổi cao sức yếu, bệnh nặng không thể qua khỏi, nên bà đã vĩnh biệt con cháu và đi xa mãi mãi vào lúc 3 giờ 40 ngày 16 tháng 9 năm 2023 tại Tư Gia. Đó là một sự mất mát và một tổn thất to lớn cho cả gia đình. Cộng đồng làng xóm mất đi một thành viên mẫu mực, hội người cao tuổi mất một hội viên tuổi cao gương sáng. Than ôi, cuối hè tiếng ve sầu oi ả, áng mây buồn tiếng cả trời xa. 89 cụ đã về già, họ hàng nội ngoại toàn gia u sầu. Xin thờ cụ là người mẫu mực, dạy cháu con chính trực thẳng ngay, chứa chan tình cảm đông đầy, tham gia công tác dựng xây phong trào. Nghe cáo khó buồn đau thương tiếc, cụ đi xa nay biết tìm đâu, để cho hội đã buồn rồi, để cho con cháu trắng màu khăn ta. Cụ về nơi non ngàn cõi Phật, cuối chân trời miền đất Tây Phương. Nến đèn mờ tỏ soi đường, khói nhang dẫn lối thiên đàng ngàn du. Than ôi này chúng không vĩnh biệt, xin thay mặt tổng gia quý, xin chân thành cảm ơn chư tôn đại đức, quý ban hội niệm Phật giáo chùa Quảng Hạnh cùng chi bộ ban quản lý mặt trận khu phố, bà con thân thuộc gần xa là làng xóm thân bằng quyến thuộc đã dành thời gian quý báu đến để tiễn đưa linh cữu của mẹ, bà, cô của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa chúng tôi xin đầu cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn lời cảm tưởng của gia đình Tâm Quyến, và sau đây là lời cảm tạ gia đình nhà hiếu của con. Xin cúi đầu đánh lễ kêu tôn đức. Xin kính gửi đến với các chính quyền địa phương cũng như các ban ngành xã tài, xin kính gửi ban nghi lễ đạo tràng chùa Quảng Hạnh. Xin kính gửi đến quý xuân gia, thăm gia, ông bà, cô bác, thầy mợ, anh chị em, con cháu, họ ngoại hai bên, bà con tình làng nghĩa xóm, bạn bè, xa gần chỉ thù, dịch vụ, mai táng an nghỉ cùng tất cả anh em trong đội ông tâm. Suốt mấy ngày qua, quý bà con cô bác và không ngại đường cái xa xôi đã bỏ chút quý báu thời gian đến đốt nắng nhang và chia buồn cùng gia đình. Để đưa linh cữu mẹ, bà,
hương của chúng con là bà Phạm Thị Yên về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia có mối sự dụng giúp gia đình con cháu thân nhân có đâu, có điều gì sai sót xin tất cả hãy niệm cần tha thứ bỏ qua. Kính thưa hương linh mẹ bà cô Phạm Thị Yên, mới ngày nào xuất phát chiều mưa, mẹ già quay mặt đàn con kiếm tiền. Giờ đây mẹ nhắm mắt xuôi tay, mẹ về nơi đó biết đâu con tìm. Vậy là trước mắt ở đây tất cả anh em trên đầu ông công xin nhẹ tay năng yêu chiếc quan tài lên chiếc xe tăng. Chiếc xe tăng từ từ chìm mắt muôn dài dấu chân người đưa tiện một mình mẹ đi. Vậy là trước mắt ở lớp cựu mẹ bà chúng con được đưa về tới Việt Nam và đặt đề an táng. Sau khi ăn tán xong, thay lời cùng gia đình đang biết, xin cúi đầu đánh lễ mời quý bà con cô bác cũng như bạn bè sẽ gặp chỉ thụ, vui lòng lưu bếp về tài quy gia nhà hiếu để dùng bí hiệu nhà để gia đình con cháu có đôi lời tỏ vẻ tâm tình sâu sắc hơn. Một lần nữa, thay lời cùng gia đình đang biết, xin cúi đầu cảm tạ quý ông Nam Mô A Di Đà Phật. Ông công là Nam Mô Tích Nhật Đạo Sư La Di Đà Phật. Kính bạch quý tôn đức ba nghi lễ chùa của ngài, đạo tràng chùa của ngài, chính quyền địa phương sở tại và con cô bác Phật tăng nguồn hữu quý, cho phép được công vụ mai táng an nghỉ làm lễ chi quan, cho được là nhiệm vụ có dùng để xuất mong quý vị nhiệm tình hoan nghỉ và tha thứ cho. Và đạt đến giờ đón công làm lễ chi quan bắt đầu. Chúng ta nguyện cho con của xin chân là cách cơ đỏ ông dương nhờ người những trung sức thì đưa lên cùng về nơi đã đi cuối cùng nên quý tôi
Thank you.
không mình phải bận làm đã đi. Wow. Lời tiếng vang nhớ
Gia đình ngày hiếu chúng con xin cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức cùng ban giới lễ đạo tràng chùa Quảng Hành. Xin kính gửi đến quý khách chính quyền địa phương cùng các ban ngành xã tài thế hậu hội đồng hương hội người cao tuổi tổ hai khu phía hai thị trấn Đức Tài
xin đứng dậy để quý sinh ra tham gia anh bà cô bác cậu mợ anh chị em nội ngoại hai bên bà con cùng làm buổi sáng bạn bè sau lần chúc rượu suốt thời gian ra quý bà con cô bác và không ngại buồn cái xa xôi đã bỏ chung báo thời gian đến tết nén nhang và chia buồn cùng gia đình để đưa linh cựu mẹ bà chúng con là bà Phạm thì em về ra tăng nghiệm quyết định thích tham gia đối với sự đối tiếp có đề nghị sâu số xin tất cả hãy niềm tình tha thứ bỏ qua và sau khi lễ hạ thành xong theo lời cùng gia đình tăng vướng xin kính mời quý bà con cô bác cũng như bạn bè vui lòng lưu đến về tại tư gia nhà hiếu để dùng nơi hội nhạc để gia đình con cháu anh chị em có đôi lời tỏ vẻ tâm tình sâu sắc hơn một lần sự đại diện những gia đình cao quý đồng cúi đầu cảm tạ thứ ân nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nguyện đức từ phụ a di đà từ bi đẹp độ hương hồi cái tim mình cục gạch đó cục gạch lấy quạt ra lấy quạt ra có cái gạch sắt đó lúc đó cục gạch ra lúc gạch ra luôn tao giữ cho mình ra mày ngắm chứ qua bên này nhiều lắm hết qua luôn đầu đuôi qua hết luôn rồi đích qua rồi 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 cua nè thắng cái cua nó thôi còn tròn nó cắm nó còn tròn mà nó không để xuống không được à còn cũng được đã nó phải xuống thôi chứ còn nó vẫn xuống bị dưới nó còn thấy thẳng là dưới nó động lên mà cần Thank you.